Chào các bác nhé, lại là em Thành Auto đây. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một chiếc xe Mitsubishi Outlander nhập Nhật. Với cái giá thành khi mà các bác bắt đầu mua chiếc xe này khi mới là 1 tỷ, hơn 1 tỷ, khoảng gần 1 tỷ 2. Gần 1 tỷ 2 các bác nhé. Đây là một chiếc xe dòng SUV 5 chỗ. Nhưng đây phiên bản, chiếc xe này có 3 phiên bản, là phiên bản 5 chỗ và bản thấp nhất là 5 chỗ, bản thứ hai là bản 5 chỗ nhưng mà trang bị hộp số vô cấp, và bản cuối cùng thì em xe này là cái phiên bản thứ hai các bác nhé, có giá tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Thì hiện nay chiếc xe này đang được em Thành Auto chào bán được một cái giá thì cực sốc luôn các bác nhé. Các bác hãy chú ý xem đến cuối video để biết được cái giá của em xe này, nhớ xem đến cuối video để biết được cái giá em xe này. Các bác có thể nhìn từ nãy đến giờ thì các bác cũng có biết được là cái form dáng của em xe này, tổng quan nhìn từ một cái góc check 45 độ, thì các bác có thể thấy là form dáng của em xe này còn giữ nguyên được cái form dáng của nhà sản xuất đấy. Màu này là cái màu titan, rất là khỏe khoắn, nhìn nó rất là khỏe xe các bác nhỉ. Đấy, ở cái phần đầu xe đấy các bác nhìn nhá, đầu xe này thiết kế của chiếc Outlander 2016 nhập Nhật này, nó là những cái thanh mạ chrome to bản, nó nối liền vào với nhau, từ chạy vuốt dọc từ cái cụm đèn hậu nhé, vuốt dọc từ cái cụm đèn pha nhé, xuống cái cụm đèn sương mù này, xong là nó lại chạy dọc từ cái cụm đèn pha bên này sang cái cụm đèn pha bên kia. Đấy, làm tổng thể lên một cái đầu xe, em ngồi trực diện cho các bác nhìn, nhìn nó khá là hầm hố đúng không, nhìn nó khá là hầm hố các bác ạ. Đi vào cái cụm đèn pha thì các bác có thể thấy là ở những cái khớp lối này nó còn khớp khít chuẩn chỉ như thế này này. Đây là em sẽ nói về cái bề mặt gọi là cách xem xe trước, nó còn khớp khít chuẩn chỉ như thế này thì chứng tỏ là em xe này chưa bị tháo ra để sơn gò hàn lại những cái khu vực này, chưa bị tháo ra để sơn gò hàn lại cái khu vực này nên là nó còn khớp khít như thế này đấy. Hoặc là chuyện đâm đụng thì nó cũng sẽ khiến các bác phải tháo ra cái bực này, thì cái chuyện khi mà lắp cái đèn pha vào nó sẽ không còn được khít, nó sẽ tạo ra những cái khe rãnh đấy. Nhưng mà đây nó chuẩn chỉ như thế này thì các bác yên tâm là không có chuyện đâm đụng tai nạn ở cái phần đầu xe bên ghế tài nhé. Đấy, các cái khớp nối này, hông sườn xe bên ghế tài này nó phẳng phiu mượt mà này, cái đường gân dập nổi chạy dọc cái từ cái đầu xe xuống cái phần đuôi xe nó tạo thành một cái đường thẳng như thế này đấy. Cái xe thì chưa được tích hợp sinh ra trên gương. Em xe này thì đã được tích hợp cái giải đèn LED ban ngày. Đây, giải đèn LED ban ngày đây. Ở cái phần cụm hai cụm đèn pha hai bên. Nhìn chiếc xe đi ban ngày nó cũng rất là thể thao và đẹp mắt. Đấy. Xe nhập Nhật, chất lượng Nhật. Nhật thì luôn luôn đánh vào động cơ, gầm bệ. Tuy nhiên option của nó thì lại không có gì. Option của nó thì lại đánh giá rất là thấp. Em xe này nếu mà so sánh thì nó sẽ so sánh với là ông Santa Fe, so sánh ông Santa Fe đời 2016 các bác nhé, xe nhập xuất, xe lắp ráp trong nước. Đấy, các bác sẽ phải so sánh với những em xe Santa Fe. Bên này đây, hông sườn xe phẳng phiu mượt là, và cái đường gân dập nổi nó cũng thẳng như thế này, thì các bác yên tâm là không có chuyện đâm đụng tai nạn ở cái phần hông sườn xe bên dưới cái phụ này nhá. Đấy, cụm đèn pha này nó sáng loáng trong suốt và các cái khớp nối nó khớp khít chuẩn chỉ như thế này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, trang bị đèn pha bi-xenon rất là sáng, cụm đèn gầm cũng rất là còn rất là sáng ở trong. Ba đợt sốc phía đằng trước đây các bác có thể thấy là nó chưa có một dấu hiệu gì nó bị chảy xước hay là bị cày mũi cả. Thông thường thì gầm cao thì cái tỷ lệ mà cày mũi nó rất là thấp. Đấy, em sẽ đi tổng quan ra cái phần xe được trang bị hệ thống phanh ABS 4 bánh các bác nhé. Đấy, lốp láp còn rất là mới này, khe rãnh còn rất là sâu này. Năm này thì chắc là thay lốp rồi, lốp này là từ tuần 38 năm 2017 các bác nhé. Đấy, bốn quả lốp còn rất là mới. Đi ra cái phần đuôi xe, cái phần đuôi xe đây đứng một góc check 45 độ,
cũng có thể thấy là cái form dáng khi mà nhìn từ cái phần đuôi xe lên thì nó còn tương đối là ổn nhá. Vẫn còn giữ nguyên được cái form dáng của nhà sản xuất này. Cụm đèn hậu hai bên này, các cái khớp nối này. Đấy, nó khớp khít chuẩn chỉ của nó đều. Bác nhìn nhá, nó đều như thế này. Không có chuyện tông đụng ở cái phần đuôi xe. Đấy. Cái gầm ba đợt sốc cả cái đằng sau này cũng còn rất là luật là. Hệ thống gầm bạ này sáng loáng nhá, bác nhìn nhá, sáng như thế này. Đấy. Lốp đây còn rất là mới, bên ngoài ngoại thất là ok rồi. Chiếc xe thì được trang bị hai cái gương chiếu hậu rất là to bản, giúp các bác quan sát được cái hệ thống, giúp các bác quan sát đường đi rất là dễ dàng và cho các bác có cái tầm nhìn tốt hơn khi lái xe. Đấy. Mở cửa ra và cùng bước vào bên trong nội thất là các bác ơi, keo chỉ nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy. Táp ly cửa rất là mới, các cái hệ thống đánh dấu của nhà sản xuất nó chưa bị bật màu, chưa bị bật bay màu. Đấy. Cái khoang táp lô, khoang lái của các bác đây. Tổng quan bên trong nội thất đây, cái khoang lái nhìn nó giữ xe rất là tốt nhỉ, chủ xe giữ xe rất là tốt. Nhưng mà da ghế, hàng ghế thứ nhất là đã bị thay rồi này. Da ghế ở hàng ghế thứ nhất đã bị thay rồi này. Hàng ghế thứ hai mới bắt đầu còn nguyên bản này. Đấy. Hơi tiếc nhỉ. Tuy nhiên thì không sao, cái chuyện thay ghế thì là cái điều quá bình thường thôi. Đây các bác nhìn nhá, ốp bản lề cửa còn nguyên nhá. Ốp bản lề cửa còn nguyên zin nhá. Và ghế thì vẫn chỉnh cơ. Ghế vẫn chỉnh cơ, chưa chỉnh điện. Bước vào bên trong nội thất. Nào, đóng cái cửa lại. Để xem cái khả năng cách âm. Ở ngoài xe cộ đi lại cũng tương đối là nhiều, nhưng mà chúng ta ngồi bên trong chúng ta không nghe thấy một tiếng gì luôn. Chúng ta không nghe thấy một tiếng gì. Đấy. Bản bề mặt táp lô này cũng còn rất là mới nhá. Đấy. Chiếc xe thì chưa được trang bị màn hình, mới trang bị đầu DVD. Đấy. Chỉ nhôm lượng này, điều hòa hai vùng độc lập, nhưng mà hai vùng độc lập nhưng mà nó lại ở hai bên của cái hàng khoang ghế lái, chứ nó lại không có cái cửa thông gió vùng điều hòa ở phía đằng sau. Đây là một cái điều đáng tiếc trên chiếc xe này. Nếu như mà nó hai vùng độc lập trước sau thì nó lại khác. Đây ở phía đằng trước rất nhiều các cái lỗ thông gió điều hòa, nhưng phía đằng sau lại không có cái nào. Thì nhiều khi cho chúng ta có cái cảm giác là người hành khách, cái người lái xe và cái ghế hành khách ở bên cạnh đây sẽ cho cái cảm giác hơi lạnh, nhưng mà đằng sau thì lại hơi nóng. Đây là một cái điều đáng tiếc ở trên chiếc xe này. Đấy. Vô lăng này đã được trang bị một hệ thống các cái menu bàn phím này, rất là tiện lợi này. Đã được trang bị đề nổ start stop này. Đấy. Nào, chiếc xe này thì ốt đô của nó là 5 vạn 1 này. Các bác nhìn nhé, ốt đô 5 vạn 1 nhé. Em đã mở cái lắp cabo lên rồi. Thì chút nữa em sẽ chỉnh cho bác đi xem qua cái động cơ của em Mitsubishi Outlander 2016 này. Rồi trước tiên chúng ta đi sang cái hàng ghế thứ hai trước. Đây, các bác nhìn nhé, xung quanh này nó không có cái lỗ điều thông gió điều hòa ở cái hàng ghế thứ hai, nên tạo cho các bác một cái cảm giác rất là nóng khi mà ngồi ở khoang hành khách thứ hai. Đây đằng sau là cái cốp này, các bác có thể lắp thêm hàng ghế thứ ba ở đây. Tuy nhiên thì các bác có thể để dành ra một cái khoảng khoang cốp rất là rộng rãi thoải mái ở trên chiếc xe này. Đấy.
ghế hàng ghế thứ hai có thể gập lại để tạo ra một cái mặt phẳng để các bác chứa thêm được đồ nhá. Đấy, keo chỉ của cái cửa hàng ghế thứ hai cũng còn rất là nguyên zin nguyên bản cho xe, hốc bản lề cửa còn nguyên nhá. Đi xem cái động cơ là máy móc của Nhật Bản thì em nghĩ chắc không chê vào đâu được rồi. Tuy nhiên chúng ta cần xem nó có zin hay không thôi. Chúng ta hãy xem nó có zin hay không nhá. Bác chờ một chút em chống cái lắp cabo lên cho các bác xem động cơ của em xe này. Đấy, ốc lắp cabo còn nguyên này. Đấy, nguyên zin đến từng con ốc này. Các bác nhìn nhá, nhìn chi tiết nhá, nguyên zin đến từng con ốc luôn. Đấy, máy móc thì được chúng em cho đi vệ sinh rồi, nó rất là sạch sẽ. Các bác nhìn nhá, rất là đẹp nhỉ. Nhìn đến từng con ốc như này. Đấy, thì vừa rồi thì em đã quay qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất cũng như động cơ của chiếc xe Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2017, số tự động, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Thì em xe này em xin công bố với các bác là cái giá em chào bán rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều, rẻ lên đến 60-70 triệu và thậm chí là hàng trăm triệu so với lại một số đơn vị khác. Một số đơn vị khác đang chào với em xe này với giá 700 triệu và hơn 700 triệu đồng. Nhưng em Thành Auto chào bán đến các bác một cái giá cực kỳ sốc, đó là 640 triệu đồng. 640 triệu đồng là các bác có thể sở hữu được em Mitsubishi Outlander 2016 nhập Nhật này rồi. Đấy, xe nhập mà có cái giá 640 triệu đồng bằng có gần 60% so với lại cái giá trị ban đầu khi mà mua chiếc xe này. Đấy, Mitsubishi là một thương hiệu nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản. Nó nổi tiếng như thế nào thì các bác có thể biết rồi. Đấy, thì nếu như các bác thiện chí và quan tâm đến chiếc xe này và thực sự muốn sở hữu chiếc xe này, hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số 0979188958. Em sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn toàn miễn phí cho các bác, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ cho các bác thông qua Zalo nhá. Thì em cũng nói một lần nữa là nếu các bác là thiện chí thì em sẽ có một chút lộc lá để cho các bác đi đường và sở hữu chiếc xe này, nó mang lại nhiều tài lộc cho các bác hơn. Đấy, còn bây giờ thì em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấp vào hình quả chuông bên cạnh nếu như các bác yêu thích em Thành Auto. Còn bây giờ thì em chào và hẹn gặp lại các bác nhé.